Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với giải vô địch đồng đội cờ vua chớp nhoáng tranh cúp ngày hội gia đình lần thứ tư năm 2013 của câu lạc bộ học cờ Vùng Kiện Tướng. Kính thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, ngày hội gia đình của chúng ta đã bước sang năm thứ tư. Ở mùa giải trước, đội siêu lên đỏ do cặp đôi hoàn hảo, bố Trần Đăng Trung và con Trần Đăng Minh Quang đã chiến thắng thuyết phục, trở thành chủ nhân của chiếc cúp ngày hội gia đình. Hà Thái này, theo anh được biết thì trường lực của đội siêu lên đỏ rất mạnh. Khi họ sở hữu trong tay một Minh Quang đang làm mưa làm gió ở các hệ thống giải thưởng quốc gia và quốc tế. Còn bác Đăng Trung thì năm ngoái đã trở thành đối thủ khiến các bạn nhỏ gặp không ít khó khăn để vượt qua. Vâng, quả thật đội siêu lên đỏ khá mạnh, nhưng em nghĩ rằng đây là cuộc chiến đồng đội nên cả hai người đều phải rất nỗ lực. Nhất là năm nay lực cờ của các bạn đều lên, cộng thêm suốt một thời gian dài trước giải đấu, các huấn luyện viên đều ra sức củng cố sức cờ, nên em nghĩ rằng các vị phụ huynh khó lòng mà quên được cửa ải của các bạn nhỏ. Thật sự là rất khó đoán khi ở năm nay với gần 200 vận động viên tham gia thi đấu và hơn 50 gia đình đăng ký nội dung đồng đội. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là cuộc tranh tài khốc liệt giữa các gia đình. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón hơn 50 gia đình tranh cúp ngày hội gia đình lần thứ tư năm 2013. Một tràng pháo tay dành cho tốc độ. Đội Sai Lây. Đội XS. Một tràng pháo tay cho đội Rồng Lửa. Đội Lít Cổ Đắc. Cánh chim báo tố. Một tràng pháo tay cho đội Barcelona. Đội Pháo Thủ. Đội Con Chim Sai. Một tràng pháo tay để cùng chào đón đội Hồng Hà. Và bây giờ là Nghé Bông. Hãy cùng chúng tôi chào đón đội Hãy Đợi Đấy. Một tràng pháo tay dành cho Bitmo. Và bây giờ là Phan Gia. Chúng ta cùng chào đón đội Tozi. Một tràng pháo tay cho Sa Xá. Đội Spider-Man. Đội Chia Sẻ. Hãy cùng chúng tôi chào đón đội Brother Dragon. Đội Cờ Vua Quảng Trị. Một tràng pháo tay cho Minh Xuân. Đội Sao Vàng. Đội Siêu Nhân. Chúng ta cùng chào đón đội Tên Lửa. Đội Đức Bảo. Một tràng pháo tay dành cho Công Chúa. Đội Angry Bird. Và bây giờ là Tom & Jerry. Hãy cùng chúng tôi chào đón Thần Công. Đội Sơn Hà. Và bây giờ là Ngọn Lửa Hoàng Kim. Một tràng pháo tay dành cho đội Rồng Vàng. Hãy cùng chúng tôi chào đón Hà Quân. Đội Bảo Ngọc. Và bây giờ là Huy Linh. Hãy cùng chúng tôi chào đón đội Triều Sơn. Đội Phan Mai. Một tràng pháo tay dành cho Minh Lân. Đội Vinh Kiệt. Cùng hơn 100 kỳ thủ nhí tranh tài ở các nội dung cá nhân, xin quý vị và các bạn một tràng pháo tay dành cho tất cả các kỳ thủ của chúng ta. Để tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một vở hoạt cảnh vui do dàn diễn viên Cây Nhà Lá Vườn siêu nhí của học cờ Vùng Kiện Tướng thể hiện. Oh.
thế hội kia. Thế giải ngày hội gia đình năm ngoái được mấy điểm? 3 điểm. Thế giải năm nay thì sao? Em được 5 điểm. À, vậy là em đã có tiến bộ nhiều rồi đấy. Thế em vẫn thua nhiều. Để chị kể cho em nghe câu chuyện này nhé.